Theo các cái tài liệu nghiên cứu lịch sử thì tòa nhà này được xây dựng vào năm 1884 và hoàn thành vào năm 1890. Lúc đầu người ta có dự định nơi đây sẽ là cái bảo tàng lưu giữ các cái hiện vật khảo cổ của Nam Kỳ và đặc biệt Sài Gòn. Cho đến tháng 8 năm 1945 thì xảy ra cái cuộc cách mạng tháng 8, thì chính quyền mới được thành lập và tòa nhà này lại trở thành đó là trụ sở của Ủy ban Hành chính Nam Bộ. Sau tháng 4 năm 1945 thì có một thời gian ngắn nó là nơi triển lãm của Bảo tàng Quân đội, và sau đó thì nó lại được giao về cho thành phố để làm bảo tàng của thành phố. Chúng ta đang có trong tay một mẫu vật ngay giữa trung tâm thành phố. Và tôi nghĩ rằng cái giá trị của cái tòa nhà bảo tàng thành phố này nó không chỉ riêng ở về mặt kiến trúc mà nó còn có giá trị về mặt lịch sử. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ thì chúng ta thấy cái sự xuống cấp cũ kỹ, và nói cho ngay thì tòa nhà này đã hơn 100 năm rồi. Nếu như không có một cái sửa chữa lớn, không có một cái nâng cấp thì có thể tòa nhà này sẽ không còn được bảo tồn tốt. Every people or every landscape is able to shape the identity of the people who live in it. So it's only common sense that a landscape which is formed by historic buildings as iconic assets are able to drive a cultural identity of the citizens who live in, because they develop a sense of belonging, they develop a sense of commonality, and this is not only an individual feeling, but is also a collective output. In the end, we can say that heritage buildings are tangible assets able to deliver intangible characteristic, but very important, bringing social effects and even soft power to the city they belong to. So I believe that the Jalón Palace should not go to through an extensive renovation. It's most likely a repair works of part of the damage, part that are damaged especially by the environment, so water. Definitely there is a lot of work that need to be done on the MEP, so means the electrical, the plumbing system, because you can see all over the building that there are a lot of intervention done recently. The renovation should not change the function, so the building must stay as a museum, as a public space, but with the integration of also new function that can be done outside to complete and upgrade the building from the functional point of view without touching the originality of the building.